Kính thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 6,2 triệu liều vaccine, trong đó có 5,8 triệu người đã tiêm mũi 1, số còn lại tiêm đủ 2 mũi. Tỷ lệ tiêm chủng vaccine phân bổ thực tế đạt 68,22%. Tại Việt Nam, hiện có 5 loại vaccine COVID-19 đang được tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân theo đối tượng ưu tiên gồm AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer, Moderna và Sinopharm. Nhà sản xuất các loại vaccine này đều khuyến cáo cần tiêm đủ 2 mũi. Theo Bộ Y tế, khuyến cáo của nhà sản xuất cho thấy khoảng cách giữa 2 mũi tiêm của các loại vaccine là khác nhau. Cụ thể, vaccine AstraZeneca là từ 8 đến 12 tuần, vaccine Sputnik V là 3 tuần, vaccine Pfizer là 3 tuần, vaccine của Sinopharm là từ 3 đến 4 tuần và vaccine Moderna là 28 ngày. Tuy nhiên, trong tình trạng khan hiếm vaccine trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam, thực tế có nhiều người đã tiêm mũi 1 nhưng quá thời hạn vẫn chưa được tiêm mũi 2. Nhiều người dân băn khoăn nếu mũi 2 vaccine COVID-19 tiêm chậm hơn khoảng thời gian được khuyến cáo, có ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ của vaccine hay có phải đi tiêm lại từ đầu hay không? Tại công văn hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế nêu rõ những người đã tiêm mũi 1 với loại vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vaccine đó. Do nguồn vaccine đang hạn hẹp nên đã xảy ra tình trạng chờ đợi và lo lắng trong dư luận khi những người tiêm Moderna đến nay đã quá thời gian khuyến cáo của nhà sản xuất nhưng vẫn chưa được tiêm mũi 2. Kính thưa quý vị, liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Vân Anh, trưởng khoa nội nhiễm Bệnh viện Thống Nhất để làm rõ một số thông tin về tiêm vaccine trong tình hình hiện nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bác sĩ Vân Anh, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hầu hết vaccine ngừa COVID-19 đều tiêm 2 liều. Tại sao chúng ta phải tiêm 2 liều vaccine ạ? Là bởi vì khi vaccine vào cơ thể của mình á, thì ở cái liều đầu tiên thì chúng ta mới chỉ sinh ra được cái kháng thể. Nhưng cái kháng thể đó nó sẽ có thể không có bền vững. Cho nên chúng ta cần lập lại lần thứ 2 để tạo ra cái trí nhớ miễn dịch. Cái trí nhớ miễn dịch này giúp cho khi chúng ta tiếp xúc lần thứ 2 với cái vaccine nó kích thích cái hệ miễn dịch của mình tạo ra nhiều kháng thể hơn và bền vững hơn. Khoảng cách giữa hai liều vaccine thường là phải theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vậy khoảng cách này là gì thưa bác sĩ? Cái khoảng cách này là cái khoảng cách mà để giúp cho cái cơ thể của mình tạo ra một cái lượng kháng thể, cái kháng thể đó có thể bảo vệ mình và đúng cái thời điểm mà cái kháng thể nó giảm xuống, nó dần mất đi cái chức năng bảo vệ. Thì lúc đó mình sẽ tiêm cái liều thứ 2. Tuy nhiên, trong trường hợp thời gian tiêm mũi 2 chậm hơn so với khuyến cáo của nhà sản xuất, làm cho khoảng cách giữa hai mũi tiêm kéo dài thì có giảm đi tác dụng của vaccine hay không và có cần phải tiêm lại từ đầu hay không ạ? Thì trước đây thì nhà sản xuất ở mỗi một cái loại vaccine người ta đều đưa ra một cái khoảng thời gian. Ví dụ như là đối với AstraZeneca là 8 đến 12 tuần. Còn Pfizer là 3 tuần, Moderna là 4 tuần. Tuy nhiên thì gần đây người ta nhận thấy là của Pfizer hoặc Moderna thì có thể kéo dài tới tận 42 ngày. Và nằm trong cái khoảng kéo dài hơn cái lời khuyên của nhà sản xuất. Tuy nhiên nếu mà vẫn trong cái khoảng thời gian được nghiên cứu thì nó vẫn có tác dụng bảo vệ. Và mình không cần phải tiêm lại từ đầu. Thưa bác sĩ, đối với việc tiêm vaccine hiện nay vì đang khan hiếm nên là sẽ có khi tiêm mũi 1 và mũi 2 khác nhau. Khi tiêm trộn như vậy thì có an toàn cho người tiêm hay không ạ? Thì nếu như mà mũi 1 mà các bạn đã tiêm loại nào thì khi tiêm mũi thứ 2 thì lý tưởng nhất là mình sẽ tiêm cùng loại là lý tưởng nhất. Tuy nhiên trong tình hình mà vaccine không có dồi dào, nguồn vaccine còn khan hiếm thì có những cái hướng dẫn của Bộ Y tế là mình tiêm mũi 1 là Astra thì mũi 2 có thể tiêm Pfizer. Tuy nhiên với cái hướng dẫn mà tiêm mũi 1 là Astra với mũi 2 là của Moderna thì Bộ Y tế chưa có văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên ở trên thế giới thì một số nước người ta đã áp dụng như là Canada. Và Canada thì cũng dựa trên hai cái nghiên cứu ở Đức và Tây Ban Nha thì nhận thấy là mũi 1 mà tiêm AstraZeneca và mũi 2 là tiêm Moderna hoặc Pfizer thì cũng không có tác dụng phụ gì nguy hiểm.
Hiện nay cũng có thông tin cho rằng cần phải tiêm nhắc lại các mũi vaccine COVID-19 sau 6 tháng tiêm 2 mũi đầu. Điều đó có đúng không và có cần thiết phải tiêm liều thứ 3 hay không thưa bác sĩ? Những cái nghiên cứu về vaccine trước đây thì thường là có đạt hiệu quả cao với các cái chủng nguyên thủy hoặc các chủng biến thể khác. Thì tuy nhiên là có thể kéo dài hơn 6 tháng. Tuy nhiên đối với cái chủng mới là chủng Delta thì người ta nhận thấy là cái vaccine dường như là hiệu quả kém hơn các so với lại cái trường hợp mà nguyên thủy và cái chủng biến thể khác. Và cái tỷ lệ mà nhiễm các chủng Delta mặc dù đã được tiêm 2 mũi vaccine cũng khá là nhiều. Cho nên là ở trên thế giới một số nước người ta đã có cái chương trình tiêm thêm mũi thứ 3 như là nước Mỹ hoặc là Israel. Xin cảm ơn bác sĩ Vân Anh. Kính thưa quý vị, như vậy khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine COVID-19 mà nhà sản xuất khuyến cáo là thời gian lý tưởng để tiêm vaccine. Điều đó có nghĩa là nếu kéo dài thêm thời gian tiêm giữa hai mũi mà vẫn nằm trong thời gian nghiên cứu của vaccine thì vẫn có hiệu quả. Do đó, quý vị cũng không quá lo lắng về hiệu quả của vaccine. Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống nhất TP.HCM, nhà sản xuất quy định hai mũi tiêm vaccine Moderna cách nhau trong vòng 28 ngày là để không nên tiêm mũi thứ hai trước ngày thứ 28. Có khuyến cáo cho rằng vaccine Moderna hiệu quả hơn khi khoảng cách giữa hai mũi tiêm kéo dài. Tại cuộc họp đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 với 4 địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai, Long An và Bình Dương ngày 6 tháng 9, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các tỉnh thành nghiêm túc thực hiện công điện số 1102 của Thủ tướng. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị các địa phương quán triệt nguyên tắc vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm nhanh nhất. Theo tinh thần vaccine về phải tiêm ngay, không chậm trễ, không chờ đợi, không lựa chọn vaccine. Có vaccine nào tiêm ngay loại đó. Quý vị thân mến, đến đây thì chuyên mục Nhận định xin được phép khép lại. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình với chuyên mục Sống vui khỏe.